bắt bắt mượn nguyên phó giám đốc sở, lừa đảo chiếm đoạt tài sản một nguyên phó giám đốc sở bị khởi tố bắt tạm giam. Hôm nay 22 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hồng Quang, sinh năm 1969, nguyên phó giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 10 tháng 4 2024, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình nhận được đơn của bà LTHL tố giác ông Trần Hồng Quang chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 6/2022 đến tháng 1/2023, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Trần Hồng Quang đã vay mượn hơn 4 tỷ đồng của bà LTHL với mục đích xin việc. Khi được bà LTHL yêu cầu trả số tiền vay, Quang không trả. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định ông Trần Hồng Quang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Bắt chủ hụi lừa đảo trên 2 tỷ đồng. Chiều 23 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa khởi tố bị can, đánh bắt tạm giam Ngô Hải Ly, sinh năm 1994, ngụ ấp 6 xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ năm 2017, Ly bắt đầu đứng ra làm chủ hụi và mở nhiều dây hụi cho nhiều hụi viên ở địa phương tham gia. Lợi dụng hụi viên không khui hụi đầy đủ, các hụi viên không quen biết nhau, Nghi đã thực hiện hành vi gian dối, tự ý hốt 59 chân hụi của hụi viên ở 14 dây hụi, chiếm đoạt số tiền trên 1,8 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân. Đồng thời, Nghi còn bán 6 chân hụi khống, chiếm đoạt số tiền 211 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Nghi chiếm đoạt của các hội viên là trên 2 tỷ đồng. Công an quận Hoàng Mai tìm người liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang điều tra vụ việc liên quan đến đối tượng Phạm Văn Cương, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền để làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.